Kính chào quý vị, trước khi mà chúng tôi được tiếp xúc lại tiến sĩ Trần Văn Hải để tìm hiểu về chính sách ngoại giao cũng giống như những khuynh hướng và đường lối ngoại giao của hai ứng cử viên tổng thống ông Paul Ryan và ông Joe Biden thì chúng tôi cũng xin được có một cái thông tin đến với lại cộng đồng người Việt của chúng ta đang có những cái địa phương mà đang giúp cho những người mà đi bầu hoặc là nghi danh đi bầu thì chúng tôi xin được kêu gọi như thế này. Trước hết là chúng ta biết được những người mà ở các địa phương mà có thể mà có những người mà thiện nguyện volunteer để mà đưa đón bà con vào cái ngày 6 tháng 11 sắp tới thì riêng ở tại vùng thủ đô Hoa Tình Đốn quý vị có thể liên hệ liên lạc với lại chúng tôi để mà chúng ta lên danh sách và trong cái danh sách đó thì chúng ta sẽ kiếm được những người làm việc tức là có những người sẽ đến để mà đưa đồng bào ở tại những cái trung tâm hoặc là đến những tận nhà nơi mà những cái quý vị cao niên không có hoàn cảnh và không có phương tiện di chuyển thì chúng ta đưa từ nhà đến thùng phiếu và sau đó đưa từ nơi bỏ phiếu trở về lại nhà của mình và công việc thứ hai mà chúng tôi đề nghị là chúng ta phải hiểu biết được cái thùng phiếu của chúng ta nằm đang nằm ở đâu tại vì sau khi ghi danh đi bầu xong rồi thì chúng ta cần phải được biết rằng là cái trung tâm của chúng ta đi bầu là nơi nào để cho những người thiện nguyện có thể giúp cho chúng ta được do đó nên quý vị có thể gọi thẳng cho chúng tôi ở số điện thoại là 301 257 8496 và chúng tôi có thể giúp Quý Đồng Hương để mà sau khi mà biết địa chỉ của cái nơi mà quý đồng hương đang cư ngụ thì chúng tôi có thể dùng cái hệ thống mạng lưới của tất cả những cái hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ để mà biết được cái thùng phiếu của quý vị đang nằm ở đâu và cái thứ ba là một cái thông tin rất là quan trọng mà chúng tôi nghĩ rằng đó là quý đồng hương muốn tìm hiểu về cái ballot có nghĩa là trong cái lá phiếu nó có những cái điều gì trong đó mà chúng ta thắc mắc thí dụ như là ở tại Maryland có câu hỏi số 7 liên quan tới vấn đề những cái casino có được mở hay không, có nên mở hay không và chúng ta thắc mắc như vậy và chúng ta muốn say yes or no trong những cái question đó, trong những câu hỏi đó trong cái lá phiếu thì cũng xin quý đồng hương liên lạc và, và gọi cho chúng tôi để mà chúng ta có thể đến trung tâm của ngay cái phòng thu hình của anh em chúng tôi ở đây là số 308 Hewwood Avenue ở tại Fort Church, Virginia 22046 thì quý vị có thể được chúng tôi trực tiếp để mà cho quý vị hiểu biết được cái lá phiếu ở tại Virginia, Maryland và DC và chúng tôi rất là gần trung tâm thương mại Eden chỉ khoảng chừng nửa dặm mà thôi. Do đó nên quý đồng hương có thể liên lạc trên cái số phone và số địa chỉ và chúng tôi luôn luôn có những cái lá phiếu in ra sẵn để mà cái lá phiếu đó là những cái sample vô thôi nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta làm một cái hướng dẫn để mà khi chúng ta đi bầu chúng ta, chúng ta biết chúng ta sẽ chọn cho ai và chúng ta sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết được cái những cái câu hỏi mà có những cái cái hoàn cảnh mà chúng ta không biết rằng cái lợi cái hại của nó khi trả lời yes or no thì chúng tôi sẽ tìm cách để mà giải thích để mà quý vị có một cái chọn lựa riêng của mình để mà phù, phù hợp với lại cái nguyện vọng của quý vị và giúp cho cái cuộc bầu cử nó được dễ dàng hơn và chúng tôi cũng ghi nhận một điều nữa rất là quan trọng đó là à, trong cái năm nay à, anh em chúng tôi tìm đủ mọi cách để cùng với lại tất cả những anh chị khác ở tất cả các địa phương à, để mà ghi danh tức là đông những người đi bầu nhưng mà sau khi ghi danh đi bầu xong thì chúng ta phải đi bầu do đó nên những cái lá phiếu ở Virginia hoặc là ở Ohio hoặc là ở Pennsylvania ở Maryland ở DC ở Florida ở North ở South Carolina hay là bất cứ những tiểu bang nào trên nước Mỹ nếu mà quý đồng hương sau khi mà xem chương trình này mà thấy rằng đó là chúng ta còn có những cái thắc mắc thì chúng tôi có thể giải thích được quý đồng hương qua số điện thoại là 301 2, 5, 7, 8, 4, 9, hoặc là có thể trực tiếp để mà chia sẻ với quý đồng hương về một số những cái khó khăn mà khi mà chúng ta phải đi bầu vào những ngày tháng sắp tới và đặc biệt là ngày 6 tháng 11 là cái ngày đi bầu thì chúng ta sẽ tìm đủ mọi cách để mà chúng ta đưa nhau đi bầu và năm nay là cái năm mà chúng tôi nghĩ rằng rất là quan trọng là chúng ta đi bầu để mà chúng ta nói lên một một số những cái thực hiện về vấn đề mà lý tưởng đeo đuổi của chúng ta là có được một cái nền tự do dân chủ thì đây là một cái cơ hội rất là tốt để chúng ta đáp ứng được cái cái, cái việc làm của chúng ta để phù hợp và sau này cái Bureau of Census khi mà họ có thống kê của năm 2012 thì cái chỉ số mà chúng ta đi bầu nó sẽ cách biệt với chỉ số của uh, 10 năm về trước mà khi mà chúng ta uh, được gọi là kiểm tra dân số mà họ kiểm soát mà họ thấy chúng ta đi bầu rất là ít thì năm nay chúng ta hy vọng rằng quý bà con và quý đồng hương sẽ đi bầu thật là đông và đi bầu để mà chúng ta nói được cái tiếng nói của chúng ta và tiếng nói này sẽ là sức mạnh giúp rất là nhiều những cái phúc lợi của chúng ta ở tại hoa kỳ và có thể uh, gián tiếp ảnh hưởng tới hoặc là trực tiếp ảnh hưởng tới cái công cuộc đấu tranh chung của những người việt uh, đang ở uh, sống làm thang ở trong cái đất nước dưới chế độ giờ gông cùm của cộng sản việt nam hiện nay và chúng tôi nghĩ rằng là anh em uh, của chúng tôi ở tại thủ đô hoa Tình đốn sẽ có những người uh, thiện nguyện để mà giúp cho quý đồng hương nhưng mà cùng lúc thì chúng tôi cũng nhân cơ hội này kêu gọi thật đông quý đồng hương thiện nguyện à, có phương tiện và có được xin được một cái ngày nghỉ vào ngày 6 đến tháng 11 sau khi đi bầu xong chúng ta sẽ cùng nhau để mà chúng ta à, ghi danh để mà chúng ta đưa đón những quý vị cao niên à, những người à, khuyết tật có cơ hội để mà đi bầu vào cái dịp sắp tới cho nên à, đây là cái lời kêu gọi của anh em chúng tôi và có thể là chúng ta bắt đầu lập danh sách để mà chúng ta có được những người thiện nguyện viên để mà giúp cho cái ngày bầu cử như vậy và chúng ta không phân biệt là đảng dân chủ hay đảng cộng hòa hay là những người thuộc những cái đảng phái khác nhau trong cái mùa bầu cử này mà chúng ta chỉ tìm cách để tập trung cho những người việt nam thật sự muốn đi bầu và thật sự muốn nói lên được cái tiếng nói của mình và sức mạnh là nằm trong lá phiếu của người việt chúng ta ở cái mùa bầu cử sắp tới và tiếp theo thì chúng tôi xin được tạm ngưng ở đây và trong phần hai chúng tôi sẽ trở lại với tiến sĩ trần văn hải